Giải hạng nhì quốc gia 2024 là phiên bản thứ 26 của giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức. Diễn ra từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 17 tháng 6 năm 2024. 14 câu lạc bộ chia làm hai bảng sẽ tranh tài trên 13 sân vận động. Hai câu lạc bộ dẫn đầu mỗi bảng sau giai đoạn vòng loại sẽ giành quyền vào chung kết để tranh hai suất lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2024-2025. Sau đây là tổng quan về sân nhà của 14 câu lạc bộ tại giải hạng nhì quốc gia 2024. Bảng A bao gồm 7 câu lạc bộ: Trẻ Hà Nội, PVF, Bắc Ninh, Trẻ SHB Đà Nẵng, Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk. Bắc Ninh FC là cái tên mới xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên họ không phải là tân binh của giải đấu mà là đội bóng mới được chuyển giao từ câu lạc bộ Gia Định. Đội bóng Kinh Bắc gây khá nhiều chú ý với những sự chuẩn bị rầm rộ gần đây. Sân nhà của đội bóng này sẽ là sân vận động thành phố Từ Sơn. Sân bóng được hoàn thành vào năm 2024 với kinh phí xây dựng 30 tỷ đồng. Sân vận động Từ Sơn có sức chứa 3.000 khán giả với một khán đài duy nhất. Câu lạc bộ Bắc Ninh có thể lắp đặt thêm khán đài phụ ở phía đối diện nếu nhu cầu của khán giả tăng cao. Trong khi, mặt sân Từ Sơn sử dụng cỏ nhân tạo. Đắk Lắk FC sẽ cố gắng tìm đường trở lại giải hạng nhất sau khi lỡ hẹn ở mùa giải 2023. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Buôn Ma Thuột, một sân bóng lâu đời và đã xuống cấp khá nhiều ở khu vực Tây Nguyên. Với khán đài gần như toàn bộ bằng bê tông, rất khó để xác định sức chứa của sân vận động này. Tuy nhiên, ước tính khán đài của nó có thể đón 20.000 khán giả đến sân. Trong khi mặt sân Buôn Ma Thuột sử dụng cỏ lá gừng. Kon Tum FC là một trong 4 tân binh của giải hạng nhì 2024. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Kon Tum. Được khánh thành vào năm 2013, sân vận động này được xây dựng với kinh phí 145 tỷ đồng. Sức chứa hiện tại của sân vận động Kon Tum khoảng 9.000 chỗ ngồi, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động trung tâm PVF là sân nhà của đội bóng cùng tên. Được khánh thành vào năm 2017 tại huyện Văn Giang Hưng Yên, sân vận động có sức chứa 3.600 khán giả với một khán đài duy nhất. Dù là một sân vận động có sức chứa hạn chế, sân vận động PVF vẫn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và chuyên nghiệp. Một trong số đó là mặt sân sử dụng cỏ Zoysia. Một cái tên mới cũng vừa thay tên đổi họ tại giải hạng nhì 2024 là Tây Nguyên Gia Lai, sau khi nhận chuyển giao từ câu lạc bộ Gamma Vĩnh Phúc. Đội bóng này sẽ chia sẻ sân nhà cùng Hoàng Anh Gia Lai. Sân vận động Pleiku hoàn thành vào năm 2008 với kinh phí 60 tỷ đồng và trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Việt Nam. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 10.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Câu lạc bộ Trẻ Hà Nội chọn sân vận động huyện Thanh Trì làm sân nhà ở mùa giải 2024. Sân bóng lâu đời nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội được biết đến là một trong những sân vận động cấp huyện bận rộn nhất tại Việt Nam. Với một khán đài duy nhất, sân vận động Thanh Trì có sức chứa 4.000 khán giả. Sân được trang bị cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia với hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân nhà của câu lạc bộ Trẻ SHB Đà Nẵng là sân vận động Hòa Xuân. Sân bóng trị giá 300 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2016 vẫn đang là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hòa Xuân là 20.500 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ Bermuda. Bảng B bao gồm 7 câu lạc bộ: An Giang, Định Hướng Phú Nhuận, Đại học Văn Hiến, Lâm Đồng, Tiền Giang, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.
Câu lạc bộ An Giang sử dụng sân vận động Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao An Giang tại thành phố Long Xuyên làm sân nhà. Sân vận động này có một khán đài với sức chứa khoảng 500 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo. Lần đầu tiên có một câu lạc bộ bóng đá trực thuộc một trường đại học tham dự hệ thống các giải bóng đá của VFF, đó là câu lạc bộ Đại học Văn Hiến sau khi trường đại học này nhận chuyển giao từ câu lạc bộ trẻ Quảng Nam. Đại học Văn Hiến chọn sân vận động quận 8 thành phố Hồ Chí Minh làm sân nhà. Đó là một sân vận động cấp quận có chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Với một khán đài duy nhất, sân vận động này có sức chứa 500 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động Thống Nhất là sân bóng duy nhất được hai câu lạc bộ cùng chọn làm sân nhà ở giải hạng nhì 2024. Đó là Định Hướng Phú Nhuận, một tân binh của giải, và câu lạc bộ trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Sân vận động lâu đời này được khánh thành lần đầu vào năm 1931 và đã trải qua nhiều lần cải tạo. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thống Nhất là 14.000 khán giả. Tuy nhiên, hiện tại khán đài B của sân vận động này đã dừng hoạt động để chuẩn bị cho dự án cải tạo nâng cấp sân vận động sắp tới. Trong khi, mặt sân Thống Nhất sử dụng cỏ Bermuda. Đây là mùa giải thứ hai câu lạc bộ Lâm Đồng sử dụng sân vận động Đà Lạt làm sân nhà. Sân vận động trị giá 274 tỷ đồng được hoàn thành vào năm 2023, được biết đến là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Với sức chứa 19.339 khán giả, trong đó toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi. Mặt sân Đà Lạt sử dụng cỏ Bermuda. Sân nhà của câu lạc bộ Tiền Giang là sân vận động Tiền Giang. Sân vận động nằm tại thành phố Mỹ Tho đã được xây dựng từ khá lâu, với lần cải tạo gần nhất vào năm 2008. Sân vận động Tiền Giang được trang bị cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia. Với hai khán đài sân bóng này có sức chứa khoảng 12.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân bóng cuối cùng tại giải hạng nhì 2024 là sân vận động Vĩnh Long, sân nhà của câu lạc bộ cùng tên. Sân vận động nằm tại phường 2 thành phố Vĩnh Long được khánh thành vào đầu năm 2001 với kinh phí xây dựng 25,5 tỷ đồng. Với thiết kế hai khán đài, sức chứa hiện tại của sân vận động Vĩnh Long khoảng 10.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng.